tới tấp giữa đường vì không mua tặng điện thoại. Sự việc xảy ra vào hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 2, vừa qua trên một tuyến đường đông người qua lại tại thị trấn Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi một cô gái đã liên tục chửi mắng bạn trai của mình ngay giữa đường khiến những người xung quanh chú ý đến. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát trên đường và những người xung quanh sử dụng smartphone để ghi lại cho thấy chàng trai chỉ đứng im chịu trận, trong khi cô gái liên tục mắng chửi và thậm chí đã tát tới tấp vào mặt chàng trai này. Một nhân chứng cho biết cô gái đã tát chàng trai tổng cộng 52 phát vào mặt, nhưng chàng trai không hề phản kháng lại. Cảnh sát sau đó đã được gọi đến hiện trường để giải tán đám đông tập trung quanh cặp đôi này. Tuy nhiên khi cảnh sát tìm cách dẫn cặp đôi này đi, chàng trai đã cố gắng bảo vệ bạn gái mình khỏi các sĩ quan cảnh sát, trong khi cô gái vẫn chưa nguôi giận và tiếp tục tát vào mặt anh. Sự việc xảy ra vào hôm thứ hai, ngày 20 tháng 5, cũng là ngày mà nhiều người tại Trung Quốc kỷ niệm như ngày lễ tình nhân. Khi mà con số 520, ngày 20 tháng 5, được đọc giống như từ "Tôi yêu bạn" trong tiếng Trung Quốc. Khai báo với cảnh sát, chàng trai cho biết bạn gái của mình tức giận hoàn toàn là lỗi do anh vì anh đã không mua tặng cô một chiếc smartphone mới trong ngày lễ tình nhân, nên anh tin rằng đứng yên để cô gái mắng chửi và tát vào mặt là cách để giúp cô hạ giận. Điều tra của cảnh sát cho biết cô gái là người có điều kiện kinh tế khá giả hơn nên mọi chi phí của cặp đôi này chủ yếu đều do cô gái chi trả bất lực trong việc kéo cặp đôi này về đồn để giải quyết. Cảnh sát đã buộc phải hòa giải cặp đôi này ngay tại hiện trường. Cặp tình nhân này sau đó hứa rằng sẽ không bao giờ gây sự với nhau ngay tại nơi công cộng và cô gái cam kết sẽ thay đổi lại cách hàng xử của mình trong tương lai. Tê Thùy